Xe ôm không? Lên xe đi. Lên xe anh đèo. Bây giờ không bắt được taxi đâu, tắc đường lắm. Lên xe đi. Thôi được rồi, cho tôi đến quán cà phê U-Book càng nhanh càng tốt nhá. Luôn 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 luôn, không cần địa chỉ. Nhanh, tốc độ. Tốc độ lên. Úi giời. Trời ơi, phanh đã không ăn rồi còn lại dừng. Sao anh lại đi vào đây? Anh đi đâu đấy? Đây là đường tắt. Cái tầm giờ làm sao mà đi được đường chính? Muốn đi nhanh thì phải đi đường tắt chứ sao nữa. Không phải là anh định cướp giật gì tôi đấy chứ? Trời, đã bảo không là không mà lại còn. Đi, nhấc cái thủ lên. Sao bây giờ mày tới? Mày lại còn đi xe ôm nữa. Xe mang đi bảo trì rồi, một tuần nữa mới lấy được. Sáng nay múc mãi không được cái taxi nào nên là phải đi xe ôm cho nhanh đấy. Mà khách đâu rồi hả anh? Ông ấy đi về rồi. Cái ông này khó tính lắm. Muộn một phút là ông ấy không đồng ý đâu. Đằng này muộn hơn 10 phút liền. Em xin gái, tao xin tiền xe ôm cái nhỉ. Thế 120. Anh vẫn còn đòi tiền tôi được nữa à? Tất cả là tại anh đấy. Anh cố tình đi đường xa để ăn thêm tiền của tôi chứ gì? Anh không biết là tại anh mà tôi làm mất đơn hàng trị giá hàng tỷ đồng rồi à? Này, cô là ăn nói cho cẩn thận nhá. Tôi là tôi có lòng tốt, đi đường tắt cho cô đi đây nhanh hơn. Không cảm ơn thì tôi lại còn trả treo. Cô mà đi đường chính cả tiếng ở trên rồi. Thôi, anh đừng có mà cãi cùn nữa. Tôi không tin được cái loại người như anh nhá. Anh vừa làm mất của tôi bao nhiêu tiền rồi, bây giờ làm nào? Loại người như tôi thì làm sao? Này, cô đừng có nhìn tôi ăn mặc như này mà đánh giá nhá. Tôi giống như là hơi bị đạo hoàng và tử tế đấy. Tôi đừng có lằng nhằng, trả tiền nhanh nên còn đi quốc khác. Khách đang gọi. Gọi thì mặc kệ anh. Tôi cứ không trả là anh làm việc tôi. Hôm nay tôi phải cho anh một bài học cái tội ăn tiền của khách mới được. Cái quốc khác đấy của anh ấy hơn 100 bạc là cùng chứ gì. Cái con bé này. Thôi em, người ta cũng là dân lao động, hơn 100 bạc như thế cũng phải được vài bữa ăn rồi đấy. Anh nghĩ anh ta cũng không cố ý đâu. Anh thông cảm. Thôi gửi anh chút tiền. Anh không cần phải trả lại đâu. Coi như là tiền uống nước. Cảm ơn anh nhé. Cái đẹp trai như anh bạn này có phải tốt không? Anh như cô, trông thì xinh xắn nên mà xấu tính xấu nết. À này, cẩn thận này, không ai rước đâu nha. Này, đi đây. Anh đứng lại đấy cho tôi. Nhà mau việc. Sao anh lại trả tiền cho anh ta làm gì? Cái loại người hám tiền đấy phải cho một bài học mới biết sợ là gì được. Toàn tốt bụng không đâu ấy. Thôi, em chấp anh ta làm gì? Đi, anh đưa em về công ty đã. Khổ quá, anh không gọi được xe. Anh cũng vừa gọi mấy hãng taxi, mà chả hãng nào nghe máy cơ. Thế bây giờ phải làm thế nào hả anh? Anh ơi, xe ôm, có xe ôm rồi. Ôm anh nghe. Lại là anh à? Lại cô à? Em không đi đâu. Ây giời, nhưng bây giờ đang muộn rồi. Đi em, bây giờ có gọi được xe đâu. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả, em cứ đi, bây giờ không thể nào đi xe máy sub 3 được. Công an bắt chết, đi. Đi không? Đi đã, nhá. Trời, nhà bao việc. Đi, anh sẽ đến sau, nhá. Úp cái nồi lên. Em đi đâu đây? Cứ đi tôi chỉ đường cho. Không lấy thêm tiền là được. Trời nhà bao việc đi ra. Dừng lại đã. Thì đấy, giữa công viên luôn à? Cờ rớt à? Chưa đến nhưng mà tự nhiên tôi đau đầu chóng mặt quá. Làm sao đây? Này làm sao đây? Này cô ơi. Ê cô ơi. Dậy. Cô ơi. Ê.
Dậy rồi đấy à? Tưởng không dậy được. Đã định cho cốc nước mặt cho tỉnh. Ây, đồ khốn nạn. Anh làm gì tôi rồi? Bà hét cái mồm thôi. Bà nhìn trên người bà có tiếu mảnh nào không mà bà hét tung nó băng nhĩ. Nhưng mà đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Đây là một cái phòng người ta chuẩn bị trước cho tôi. Hôm qua đang đi đường thì bà ngất xỉu ra đấy, gọi mãi không được. Chả phải đưa về đây gì. Cảm ơn anh, nhưng mà sao tôi lại bị ngất nhỉ? Hôm qua tôi nhớ là tôi ở công ty cả ngày mà có uống rượu đâu. Hay là tôi bị trúng gió? Có gió lào. Trúng gió mà khỏe như vâm. Hét thùng cái măng nhĩ người ta. Thế tóm lại là có chuyện gì? Ừ thế. Bà bị người ta bỏ thuốc chứ sao? Ý anh là sao? Có nhớ cái hôm mà tôi với cô cãi nhau không? Chiều hôm ấy, cái anh bạn đẹp trai mà đứng đợi cô ấy có hẹn tôi ra uống nước. Tôi có biết chuyện gì đâu. Được mời nước thì cứ uống thôi. Này, ông bạn hẹn tôi đây có chuyện gì đấy? Cứ bình tĩnh. Anh uống gì? Gọi đi, tôi mời. Thôi khỏi đi, nhà bao việc, nhanh còn đi. Thôi được, vậy tôi nói luôn nhá. Chắc là anh ghét cô gái sáng nay lắm nhỉ? Cũng bình thường thôi. Cái ngữ khách như cô bạn anh sáng nay ấy, tôi gặp đầy. Cô ta không phải là bạn của tôi mà là sếp của tôi đấy. Thật ra tôi cũng ghét cô ta lắm. Chẳng qua cô ta là sếp, tôi phải nhịn thôi. Cái thói hống hách không có ai ra gì cả. Này, ông bạn hẹn tôi ra đây không phải là để nói xấu sếp ấy chứ? Cũng thông minh đấy. Đúng, chính xác là tôi hẹn anh ra đây là để nhờ anh một việc. À không, đúng hơn ý thì là một vụ hợp tác làm ăn. Không biết anh có hứng thú không nhỉ? Đàn ông con trai, nói luôn đừng lằng nhằng. Được, nếu vậy thì tôi nói luôn nhé. Ngày mai tôi với anh đến trước cổng công ty tôi đón cô ta. Trước đó tôi sẽ cho thuốc ngủ vào nước uống của cô ta. Khi đi được nửa đường chắc chắn cô ta sẽ ngất. Đến lúc đó anh chỉ cần đưa cô ta đến một căn phòng mà tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Anh thích làm gì là của anh hết. Nhưng anh bắt buộc phải chụp cho tôi một bộ ảnh mà cô ta đang khỏa thân, để còn tống tiền cô ta nữa. Cô ta là chủ tịch của SVM, chắc chắn không hề thiếu tiền đâu. Đến lúc đó, vì danh dự, cô ta cũng không bao giờ tiếc tiền để bịt miệng anh đâu. Anh cứ tha hồ mà tống tiền cô ta. Lúc đấy, anh tha hồ mà bơi trong biển tiền. Anh hiểu không? Cô ta nào? Cô ta là ai? Còn ai vào đây nữa? Chính là cái con bé mà sáng nay muốn quyết tiền xe của anh đấy. Ông điên à? Đến lúc bà ta nghĩ quẩn lên, tôi báo cảnh sát hay là cho người xử tôi thì sao? Anh nói bé bé thôi. Anh yên tâm đi, tôi sẽ làm tay trong cho anh. Lúc đấy nhá, có vấn đề gì nhá, tôi sẽ chuẩn bị cho anh hết tất cả mọi thứ. Anh có thể trốn và thậm chí anh có thể vô tội luôn. Anh yên tâm đi, tôi sẽ lo liệu hết cho anh. Anh không phải lo. Sao? Anh ok chứ? Mà này, tôi hỏi thật nhá, chỉ vì tính cách của cô ta như thế mà anh phải bày ra cái chuyện này à? Tôi thấy là hai người thân nhau mà. Thôi được rồi, nếu như anh đã hỏi thì tôi cũng chẳng giấu gì anh cả. Tôi thân với cô ta ấy chỉ là đóng kịch thôi. Cô ta leo lên chức chủ tịch là bởi vì bố cô ta là chủ tịch cũ trước đây. Chứ còn tôi giỏi hơn cô ta rất nhiều và tài năng hơn cực kỳ nhiều luôn. Thôi, đợi đến khi anh xong việc
anh tống tiền cô ta, còn tôi lợi dụng cái đó, tôi ép cô ta phải từ chức. Lúc đó tôi sẽ thế vào ghế của cô ta. Anh có tiền, còn tôi có quyền, cả đôi bên chúng ta đều có lợi. Anh tin tôi đi, anh sẽ không thiệt đâu. Đến lúc đấy rồi, anh có tiền, anh đổi đời, anh sẽ không phải đi mài mặt mà nắng nôi đi kiếm tiền nữa. Sao? Anh thấy thế nào? Vụ làm ăn này anh có hứng thú chứ? Được, tôi theo vụ này. Được, hợp tác thành công. Ok. Khốn nạn! Ấy thế này, chửi ai đấy? À, không phải nói anh, là tôi nói anh ta. Nhưng mà sao anh không nghe theo lời anh ta nói mà lại nói với tôi để làm gì? Trời, nhìn tôi ăn mặc như này thôi, nhưng mà là người tử tế đàng hoàng đấy. Bố mẹ tôi dạy rồi, nghèo cho sạch, rách cho thơm, không được làm những việc vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật. Cảm ơn anh nhá. Nếu mà không có anh thì chắc là đời tôi tan rồi. Thôi, đi vào rửa mặt đi, rồi tôi đèo lên công an trình báo vô cổ thằng kia lại. Nhanh, nhà bao việc. Thế nào, xong rồi chưa? Xong hết rồi. Được, quả này cái ghế chủ tịch sẽ về tay tôi rồi. Đúng là miệng thì nam mô, còn bụng thì một bồ dao găm nhỉ. Bây giờ tôi mới nhận ra bộ mặt thật của anh đấy Kiếm Anh ạ. Tôi chỉ tiếc là ấy, bây giờ cô mới nhận ra được thôi. Sao? Thế định bao giờ từ bỏ cái ghế chủ tịch đây? Tôi ấy, là tôi nóng lòng lắm rồi đấy, sốt ruột lắm. Anh đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa đi. Thôi, ngoan ngoan đi. Không ngoan đi, tôi sẽ tung hết tất cả những bộ ảnh của cô lên mạng đấy. Cô không sợ à? Ảnh á? Ảnh nào? Cứng nhá. Này anh, mau gửi cho tôi ảnh đi, để xem cô ta còn cứng đâu được không. Không có. Cái gì? Này, đừng có nói là anh ỉm số ảnh đấy để rồi ăn tiền của mình đấy nhá. Không, tôi nói thật mà, không có. Mà này, trông mặt anh cũng sáng sủa đấy, mà sao đầu óc lại chỉ để nghĩ cách để hại người khác thế? Không thấy đau đầu à? Mày! Thôi, chúng tôi báo công an rồi, công an họ đang đợi ngoài kia đấy. Anh khôn hồn ấy thì ra tự thú đi, may ra còn được khoan hồng. Chúc anh có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc trong tù nhá. Mày phản bội tao? Không, tôi đang giúp anh mà. Tôi đang giúp anh để kiếp sau ấy, anh không phải trả cái nghiệp này thôi. Trợn mắt lên nhìn tôi làm cái gì? Này, công an họ đợi lâu là họ xông vào đây đấy nhá. Đến lúc đấy, nhân viên thấy thì chỉ xấu mặt anh thôi. Vẻ nhá. Nói đi, anh muốn bao nhiêu? Đi vui vẻ nhá. Nói đi, anh muốn bao nhiêu? Bao nhiêu gì? Thì tôi trả ơn anh, cho tôi một con số đi. Cô em có vẻ là cũng không thay đổi được mấy nhỉ? Thôi, để cái tiền đấy thuê vệ sĩ mà bảo vệ đi. Cái tính của cô em cũng khối người muốn hại đấy. Ơ, này, tôi đùa thôi mà. Đùa kiểu đấy à? Vớ vẩn. À, anh về công ty tôi làm nhá. Làm xe ôm như thế này mãi vất vả lắm. Biết cái mẹ gì đâu mà làm. Đừng có lo, công ty tôi sắp sửa có một khóa đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới. Tôi bao ăn ở hết, anh chỉ việc đi học thôi. Học xong thì về dạy lại cho nhân viên. Được à? Được chứ sao không. Cơ hội mới của anh đấy. Anh cứ chăm chỉ học hành đi, rồi về giúp tôi phát triển công ty. Sao? Được. Được rồi,
Vậy thì bây giờ lên công ty với tôi hướng dẫn anh qua về công việc nhé. Chuyển luôn. Đi thôi. Sời.